Để khai mạc hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 đã được tổ chức trọng thể tại thủ đô Jakarta, Indonesia. Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam dự lễ khai mạc và phiên họp toàn thể hội nghị. Chào mừng các đại biểu đến Jakarta dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43. Tổng thống Indonesia Joko Widodo khẳng định tất cả các nước thành viên đều chia sẻ niềm tự hào và tình yêu với đại gia đình ASEAN. Đoàn kết ASEAN là giá trị trân quý mà tất cả các thành viên gia đình trân trọng và giữ gìn. Tổng thống Widodo khẳng định ASEAN nhất trí và kiên định không biến khu vực thành nơi cọ sát quyền lực mà là nơi nuôi dưỡng hợp tác và đối thoại vì hòa bình và thịnh vượng. Nơi đại dương rộng lớn không ai có thể đi một mình, ASEAN mong muốn hợp tác cùng có lợi với tất cả các nước, khả định vai trò là tâm điểm của tăng trưởng. Sau lễ khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo các nước ASEAN đã dự phiên toàn thể Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43.